Chào cả nhà, hôm nay Gia đình Food và Bếp chia sẻ với bạn về các công thức để mình làm món lòng heo khìa nước dừa. Ăn rất là thơm và ngon. Nó có cái độ sánh lại và cái màu vàng tự nhiên, óng ả. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn. Ăn cực kỳ ngon ha. Và cái lòng heo á, mình mua về mình làm á, nó sạch. Và mình ăn mình thấy nó đảm bảo hơn và mạnh miệng hơn. Cái này các bạn là làm các món nhậu cũng rất là ngon luôn. Các bạn ăn cùng với rau thơm và rau răm ha. Rất là hấp dẫn. Cùng theo dõi mình vào bếp để mình thực hiện cái món này nhé. Ở đây thì mình sử dụng là 2 kg lòng già. Để làm cái ruột heo khìa nước dừa thì các bạn sử dụng cái lòng già nó sẽ rất là ngon nhé. Và ở đây cái khâu mà sơ chế lòng rất là quan trọng luôn. Lòng mà khi các bạn mới mua về á thì mình sẽ bóp sơ qua với muối, sau đó các bạn xả cái nước đầu đi và mình bóp thêm 2 đến 3 lần nữa. Mình sử dụng thêm, mình cho vào đây là 2 thìa muối và các bạn vắt vào đây là một quả chanh. Hoặc là các bạn có thể dùng thêm tắc và một ít giấm cũng được. Các bạn bóp cho cái lòng của mình á nó trắng, nó sạch và nó hết nhớt nhé. Sau khi mình bóp cái lớp ngoài á, mình bóp và mình rửa khoảng 3 đến 4 lần, nó sạch và nó hết nhớt rồi thì mình sẽ lộn lại cái lòng á để mình rửa cái mặt trong của ruột. Các bạn lộn nó lại như vậy ha. Rất là dễ làm luôn. Khi các bạn làm như vậy thì cái phần mặt trong của ruột á, các bạn sẽ thấy được cái mỡ nhầy. Và nếu như có các hạt á hoặc những cái gì nó dơ, nó bẩn á, thì các bạn có thể bóc ra và bỏ đi. Và mình tiếp tục mình sẽ cho muối và mình vắt thêm chanh vào để mình bóp cái mặt trong quả lòng ha. Mình cũng rửa đi rửa lại khoảng 2 đến 3 lần. Làm như vậy cái lòng của mình nó rất là thơm á. Nó không có bị cái mùi mà tanh của quả ruột nữa. Và không còn cái độ nhớt nữa ha. Rất là thơm luôn. Và nó sạch đó. Các bạn có thể cho thêm một ít giấm vào các bạn rửa cùng nữa ha. Mình làm kỹ á, thì tí nữa mình ăn mình sẽ có cảm giác nó ngon hơn. Và nó không có bị cái mùi hôi á, của lòng. Sau khi các bạn làm xong mình xả lại với cái nước sạch ha và mình lộn lại một lần nữa để nó ra cái mặt ngoài của ruột á và mình để cho nó ráo nước. Cái phần ruột sau khi mình đã làm xong rất là sạch sẽ ha thì mình thấy nó rất là trắng luôn và không có bị nhớt nữa. Mình làm như vậy mình cảm thấy rất là đảm bảo ha. Và bước tiếp theo thì mình sẽ bắt lên bếp một cái nồi nước. Mình đun cho nước nó sôi ha. Mình sẽ cho cái ruột heo này vào. Mình luộc sơ nó đi. Mình cho vào mình chỉ cần luộc sơ khoảng 3 phút thôi. Không cần đợi tới khi nước nó sôi trở lại đâu nhé. Mình làm như vậy cái lòng của mình nó cũng săn lại nè. Và còn những cái chất gì dơ thì nó cũng nhả ra hết ha. Sau khi mình cho vào được 3 phút rồi thì mình sẽ vớt cái ruột này ra và mình để cho nó ráo nước. Các gia vị đi kèm ở đây thì mình sử dụng là 3 thìa nước tương, mình sử dụng là nước tương chin su ha, và 1 thìa hạt nêm cửa no, nửa thìa đường và nửa thìa bột nghệ. Ở đây mình sử dụng một ít tinh bột nghệ cho cái màu nó đẹp và nó tươi hơn. Và các bạn sử dụng thêm cho mình một ít tiêu, tiêu mình đã xay nhuyễn ha, và cái phần tỏi và hành củ. Tỏi ở đây mình sử dụng là 4 tép. Mình sẽ đập dập ra và mình băm nhuyễn.
hành củ các bạn cũng băm nhuyễn nó ra ha. Và giờ thì mình sẽ đi mình ướp cái phần ruột heo này. Mình sẽ ướp vào đây một ít tỏi băm và một ít hành băm. Mình sẽ cho thêm vào đây là 3 thìa nước tương. Nửa thìa tinh bột nghệ. Cái này các bạn không có bột nghệ các bạn không cần cho vô cũng được ha. Một thìa hạt nêm cờ no và nửa thìa đường. Một ít tiêu. Mình sẽ đảo đều lên và mình ướp cái phần ruột này khoảng 30 phút để cho cái phần ruột heo của mình nó được thấm gia vị. Sau khi mình ướp cái phần ruột heo này á, được 30 phút rồi thì mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo. Mình cho dầu ăn vào. Dầu sôi thì mình sẽ cho cái phần tỏi băm và hành băm còn lại lúc nãy ha. Mình sẽ thắng lên cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ cho cái phần ruột heo vào, mình xào cho nó săn lại. Mình đảo và mình xào khoảng 5 phút ha, cho cái phần ruột heo của mình nó săn. Tiếp đến thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái chái nước dừa tươi. Dừa các bạn sử dụng là cái nước của nó nha các bạn. Mình sử dụng một chái. Đây là trái dừa mình đã hái và mình chặt sẵn này. Mình sẽ sử dụng là nguyên cái phần nước của một trái dừa này luôn. Mình cho vô. Và các bạn đun cho nó sôi ha. Sôi sau đó các bạn cho nửa vừa vừa. Các bạn duy trì cho đến khi mà cái phần nước này của mình này nó cạn luôn nhé. Lúc đầu thì mình sẽ mở với lửa lớn. Sau khi cái phần nước của mình nó đã cạn bớt như thế này nè, thì các bạn cho điều chỉnh cái mức lửa nó vừa vừa ha. Và dần dần thì mình sẽ điều chỉnh cái lửa của nó nhỏ lại dần. Cái này mình khì cũng trong khoảng cũng mất cả tiếng đồng hồ nó mới cạn được nha các bạn. Đây cái phần
Rồi theo sau khi mình đã khìa cho nó cạn lại rồi nè, lúc này các bạn nhớ là mình cho nửa nhỏ thôi để cho nó không bị cháy ha. Và các bạn khìa tiếp, khìa thêm cho mình một lúc nữa. Đợi tới khi cái phần ruột heo của mình nó được cái màu vàng óng ả ưng ý là được ha. Cái màu vàng rất là tự nhiên của nước dừa các bạn. Rất là thơm và ngon luôn. Đây là cái phần ruột sau khi mình đã khìa xong nè các bạn. Cái màu này rất là ưng ý rồi, nhìn rất là ngon ha. Mình sẽ tắt bếp đi và mình múc ra dĩa nhé. Nhìn cái màu của nó rất là đượm luôn. Sau khi mình khìa xong rồi á thì mình đã múc ra dĩa nè. Các bạn nhìn cái màu vàng của nó ha, nhìn rất là ưng ý luôn, rất là đều và nhìn rất là đẹp. Thì mình khìa xong á, cái kết quả là cái chảo của mình nó cũng đen luôn á. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra thành những cái miếng nhỏ vừa ăn như thế này nè. Nhìn ngon quá à. Mình sẽ dùng thử luôn nha. Trời ơi, rất là ngon và béo luôn. Cái này mình ướp gia vị á, nó vừa phải các bạn, ăn nóng rất là ngon. Cái này các bạn có thể làm thêm nước chấm cũng được. Mình chấm cùng với lại nước tương, mình dầm thêm ớt vào á cũng được ha. Còn cái này mình ướp nó vừa phải rồi, mình cảm thấy ăn nó rất là vừa miệng luôn. Ngon lắm. Thật sự thì mình rất là thích ăn cái món này. Cái món này mình làm á, nó hơi bị tốn công sức một tí và làm nó hơi bị lâu quá. Nhưng mà cuối cùng thì mình được cái món ăn rất là ưng ý, rất là vừa miệng, rất là ngon luôn đó các bạn. Mình cảm thấy rất là hài lòng. Cái món này mà các bạn ăn kèm với một ít rau thơm, húng quế này, và một ít rau răm, hoặc là một ít salad, một ít dưa leo nữa. Các bạn có thể chấm cùng với một ít nước tương, mình dầm thêm ớt nữa ha, thì cũng rất là ngon luôn. Cực kỳ ngon và hấp dẫn nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký để đón xem những video mới nhất từ Gia Đình Phút nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.